Nhà tuyển dụng hỏi, làm thế nào để đi vòng quanh trái đất trong vòng 3 phút? Cô gái trả lời ba chữ khiến cả phòng vỗ tay. Nhiều người bất ngờ trước câu trả lời của cô gái. Ngày nay, trong các cuộc phỏng vấn xin việc, nhà tuyển dụng xếp thường test nhanh IQ, EQ, EQ của các ứng viên bằng 1 đến 2 câu hỏi. Nhìn thoáng qua, những câu hỏi này với nhiều người có vẻ không liên quan gì đến chuyên môn, thậm chí còn mang tính thách đố. Song nhiều đơn vị vẫn xem đây là phương pháp kiểm tra phản xạ và khả năng xử lý tình huống. Thậm chí, nếu ứng viên trả lời đúng câu hỏi này sẽ ngay lập tức được nhận vào làm việc. Như một trường hợp ở Thẩm Quyến, Trung Quốc mới đây, một tài khoản Weibo có tên Linh An chia sẻ một trải nghiệm xin việc tới nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đang gây chú ý. Theo đó, cô ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng cho một công ty lớn. Cuộc hẹn bắt đầu lúc 9 giờ 20 phút phút sáng, cô thức dậy từ sớm, trang điểm, ăn mặc lịch sự và chuẩn bị hồ sơ và đến điểm hẹn phòng vấn trước 10 phút. Cô cùng hai ứng viên khác được gọi vào cùng một lúc sau màn giới thiệu sơ qua về bản thân và trao đổi qua lại giữa cả ba ứng viên và nhà tuyển dụng. Cô thấy hơi lo lắng vì hồ sơ của một bạn nữ bên cạnh hơn cô 2 năm kinh nghiệm, còn chàng trai trẻ tốt nghiệp marketing với với loại giỏi. Lúc đó mình có chút hoang mang bởi mình đã không đi làm 5 tháng. Trong quãng thời gian đó, mình dành thời gian đọc sách, đi du lịch sau 5 năm đi làm quần quật. Sau khi thấy tâm trạng ổn hơn và sẵn sàng, mình quyết định nộp đơn vào công ty này. Đơn vị này đang khá nổi trong thị trường kinh doanh khoảng 3 năm ở lại đây, Linh An chia sẻ. Thế nhưng trong lúc đang lo lắng thì người được giới thiệu là trưởng phòng liền có ý kiến Vị sếp này nói rằng sẽ đưa ra một câu hỏi cho cả ba cùng trả lời, nếu ai vượt qua được sẽ cân nhắc cho chúng tuyển, vì cả ba hồ sơ đang khá tốt. Câu hỏi được vị trưởng phòng này đề ra là làm thế nào để có thể đi vòng quanh trái đất trong vòng 3 phút, một khoảng lặng giữa các ứng viên và cả phòng. Theo đó, cả ba có 5 phút để suy nghĩ và từng ứng viên một sẽ đứng lên nói câu trả lời của mình theo số thứ tự có sẵn. Trước câu hỏi này, chưa đến một phút, một ứng viên là nam đã đứng lên nói rằng mình không có đáp án. Anh cho rằng câu hỏi này không liên quan, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc nên không muốn trả lời. Hơn nữa, việc trả lời đúng hay sai câu hỏi nêu trên còn quyết định đến việc có trúng tuyển hay không càng khiến anh thêm phần tức tối. Cho rằng công ty đang cố tình lừa đảo, trêu đùa nhân viên. Cô gái thứ hai sau 5 phút suy nghĩ nói rằng cô không thể nào tìm ra cách nào để một người chỉ đi trong vòng 3 phút đã hết một vòng trái đất. Thậm chí, cô gái này còn tính toán và cho biết chu vi trái đất là 40.075 km. Trong 3 tháng cũng không thể đi hết chứ đừng nói đến 3 phút. Lúc này, vị sếp liên tục lắc đầu và cười. Đến lượt Linh An, sau 5 phút suy nghĩ, cô thẳng thắn đáp chỉ 3 giây. Nhà tuyển dụng ngạc nhiên, cô tiếp tục giải thích, không phải 3 phút mà chỉ 3 giây là đủ, bởi anh chỉ nói là đi vòng quanh trái đất trong 3 phút chứ không yêu cầu cụ thể ở đâu và trái đất ở đây là gì. Điều đó có nghĩa là nếu bây giờ em đi quanh quả địa cầu hay một thứ gì đó được đặt tên là trái đất hay do em mặc định nó là trái đất thì chỉ mấy có vài ba giây thôi ạ. À. Khi vừa dứt lời giải thích, vị sếp cùng nhà tuyển dụng liên tục vỗ tay. Anh cho rằng cô gái có câu trả lời có thể chưa hoàn hảo, song đánh giá cao khả năng tư duy linh hoạt trong mọi tình huống của cô. Đây là một nhân viên mà công ty tôi đang tìm kiếm. Các bạn thấy đó, chúng tôi đang tuyển dụng vị trí bán hàng như làm dâu chăm họ vậy. Sẽ có những lúc khách hàng đưa ra muôn và những yêu cầu oái oăm. Bạn không thể thẳng thường từ chối hay làm phật lòng họ, thế nên cách ứng biến của cô này rất tốt. Vị sếp nói. Kết thúc buổi phỏng vấn đầu giờ chiều, Linh An đã nhận được cuộc gọi thông báo cô đã trúng tuyển. Nhiều bình luận khen ngợi Linh An vì sự thông minh và khả năng EQ cao của cô. Linh An cũng chia sẻ rằng điều này được tích lũy trong nhiều năm đi làm trước đó và quãng thời gian đọc sách, trải nghiệm năm tháng vừa qua. Cô đưa ra lời khuyên tới các bạn trẻ, câu hỏi trong buổi phỏng vấn cũng giống như một thử thách có thể đến với bất kỳ bạn nào trong cuộc đời. Cứ bình tĩnh và vận dụng những trải nghiệm, đặt trong hoàn cảnh đó để đưa ra đáp án. Nếu chúng ta chưa trả lời được, cũng chẳng sao cả, bạn vẫn có cơ hội để học thêm.